Đợi kiểm lấy tính nào. Tạ ơn Chúa nha mọi người. Chúa đã ban ân điện cho hai anh ạ, cho hai anh em nha mọi người. Sáng nay được một con trồn. Nó là to nha, con này nha. Còn 3 ký nha. Chúa đã ban ân điện cho hai anh em nha cả nhà. Khá rất là to. Cảm ơn Chúa nhiều. To lắm nhá. Rất là to. Chịu ốc phục hả? Ok. Con đực nha mọi người. To lắm. Để cái bao lưới vào đây. Này. Đúng không? Đúng rồi. Chúa có nhiều to tả số mà chị xuyên nhé. Bố đã bé áo thủ đi. Để hình lệ chung bằng lệ chơi. Cả tranh giá thì mọi dầu nọ tàu đến đầu không cả có. To lắm nha anh em à. Con này chắc là tầm 3 đến 4 ký à. Ăn đực nha. Tắt mặt cỡ thế. Tụ cỡ tía. Cho ăn, cho ăn. Được rồi nha. Được rồi. Được rồi nha mọi người. To lắm đấy.